Hello các cụ. Hello mọi người. Bây giờ mấy anh em đang chỉnh thiết bị vô công trình nha mọi người. Nhà này nó cũng không có lớn lắm. Cần Thơ nha mọi người. Người coi video cho em xin một nút đăng ký, một nút like nha mọi người. Rồi để cái nào vô công dãy đóng lắp đặt để em quay cho mọi người tham khảo chơi ha. Để em xin phép tạm dừng video ở đây. Hello các cụ. Nay mấy anh em đóng xong rồi nha mọi người. Nay lên mở máy nè. Nó hổng nói lô coi cho mọi người coi lúc đang đóng mà lô bua công chuyện không coi được, không quay được. Nên bữa nay mới mở máy rồi lên quay cho mọi người tham khảo. Ống nhà này là xài ống 90 nha mọi người. Giai đoạn này đoạn mùa mưa nên là em không có bít ống, không có bít để luôn. Đó. Này là mới 110, mới 110 rồi còn dư tạp lên tuần luôn. Nói chung là bên em làm là bao trọn gói hết nha. Kể cả từ camera rồi tới bộ tích điện dự phòng. Gỗ thì gỗ nhập Malai đồng hoàng nha, chứ không có gỗ tào lao bất xế, gỗ là lấy gỗ của Việt Nam rồi nói của Malai này kia không có. Đây là lỗ chim vào, gọi là cửa thu chim. Này là cầu thang nằm ngoài nha. Em kiểm tra để đây, cầu thang nằm ngoài. Ngoài trong đảo đây thì vẫn đóng gỗ nha mọi người, vẫn đóng gỗ bình thường. Hai cái lỗ này là em chuẩn bị cho nên kêu mấy anh em xuống lấy bọc bịt lại cho đỡ sáng. Nhưng mà gỗ đẹp lắm. Hai sàn là hai cổng cảm biến này. Cảm biến độ ẩm này. Em xài máy gà luôn. Hệ thống dây điện thì đây con có xài CB tép này, chống cháy máy gà nha. Để khi máy gà có bị kẹt bật đạn hoặc là có điện áp nó không đều quá thì nó tự nhảy. Nói chung là mới thì bẫy thì bẫy cũ thì đang để đây chưa xài, bởi vì khu vực này là cũng ít có chim cú. Ngoài rảnh thì em xài HB 1000 nha mọi người, có hàng tụ nha. Đó, lo ru thì AX61. Rồi để em xuống quay phòng máy cho mọi người coi. Thank you.
Đây là phòng máy. Đó. Hai sàn, hai bộ cảm biến. 3 ly. Camera đầy đủ hết nha mọi người. Rồi. Em xin phép tạm dừng video ở đây nha mọi người. Bye bye mọi người.